giới thiệu cho anh chị và các bạn. Thì mấy hôm nay ở trên địa bàn của Cần Thơ, những cái dịp Tết này nè, nó xôn xao nhiều cái loại mai, nhiều giá trị khác nhau. Thì hôm nay cũng có thời gian rảnh để đi làm ghi hình lại những cái cây cành mai đẹp cho anh chị xem. Thì ở đường Hoàng Văn Thụ này mình bắt gặp cây mai này nó nở ra hoa rất là đẹp. Thì để ghi chi tiết anh chị và các bạn, cô chú xem. Thôi, nở ra luôn, quá vàng cháy luôn. Là 900 triệu. 990 triệu á. Nhìn đi, quá trời vàng cháy chưa.